Thưa quý vị, bản tin dịch Covid-19 sáng nay của Bộ Y tế cho biết có 2.764 ca mắc, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 1.849 ca. Tổng số mắc tại Việt Nam đến nay là hơn 109.000 ca và gần 4.750.000 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm chủng ở nước ta. Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 đến 6 giờ ngày 27 tháng 7, có 2.764 ca mắc mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 2.762 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.849 ca, Đồng Tháp 149, Tây Ninh 144, Đồng Nai 119, Bình Dương 87, Vĩnh Long 73, Tiền Giang 63, Bến Tre 60, Bà Rịa Vũng Tàu 52, An Giang 43, Phú Yên 37, Khánh Hòa 26, Cần Thơ 17. Đắk Lắk 11, Kiên Giang 11, Hậu Giang 7, Hà Nội 4, Bình Định 4, Trà Vinh 3, Quế 2, Cà Mau 1, trong đó có 538 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng ngày 27 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 109.111 ca mắc, trong đó có 2.203 ca nhập cảnh và 106.908 ca mắc trong nước. Có 8 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Có 9 tỉnh thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Số ca được điều trị khỏi là 21.344 ca.